Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Và chúng ta có lẽ quay trở lại câu chuyện về VinFast một chút, bởi vì ngày hôm qua thì cổ phiếu VFS của VinFast thì lại phá một cái dấu mốc có thể nói rằng vô cùng quan trọng. Phá một cái dấu mốc vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc rằng là cái dấu mốc này nó lại không được tích cực cho lắm. Đó là đối với phía của VinFast mà thôi. Đó chính là việc mà phá cái mốc 6 và trở về cái đầu năm. Ngày hôm qua thì VinFast đã giảm 7,59% và xuống còn 5,97 đô la cho một cổ phiếu. Mặc dù vẫn xấp xỉ 6, tuy nhiên đây là một cái dấu mốc mà có lẽ những nhà phân tích chứng khoán, phân tích tài chính, người ta coi rằng đó là một mốc quan trọng, rất quan trọng. Nó cho thấy rằng là khả năng kháng cự của cổ phiếu VinFast có ổn hay không, tức là cái sức mạnh nội tại của cổ phiếu đó. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh cái việc này, đó chính là cái việc mà VinFast sẽ đi đâu về đâu. Và ngay cả cái việc mà hiện nay VinFast đang bán xe sang bên Lào, thì xin thưa với các bác, tôi xin trả lời với các bác vài câu hỏi thôi. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Bởi vì nói vấn đề này không phải là dễ. Bởi vì nhiều người trong cộng đồng là vẫn ủng hộ VinFast một cách có thể nói rằng là mù quáng. Có thể nói rằng là mù quáng, bởi vì họ gần như là không quan tâm tới giá trị thực tại. Họ cũng không quan tâm đến nọ kia, mà họ chỉ có một cái niềm, đó gọi là niềm tự hào dân tộc khi mà cổ phiếu ra nước ngoài. Và họ bênh VinFast rất là kinh khủng. Và họ tự hào với những cái dấu mốc khi mà VinFast là đạt những cái mốc ví dụ như là 90 tỷ đô la, rồi là 150 tỷ đô la. Và thậm chí cái vốn hóa là lên mức độ 200 tỷ đô la. Và sẵn sàng mạt sát xỉ vả người khác khi người ta phân tích, người ta chỉ bảo. Không biết các bác nghĩ về gì về cái điều này. Thế nhưng mà tôi cho rằng đây là một trong những cái tín hiệu có thể nói là rất đáng lo ngại. Đối với không chỉ là một cộng đồng, và thực sự nó với cả là một cộng đồng xã hội. Mà có thể nói rằng là nó rất là tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta đều mong muốn, thật tâm từ đáy lòng mình, mỗi người đều mong muốn rằng là sẽ có một cái thương hiệu Việt Nam ở quốc tế. Và tất nhiên khi chúng ta kỳ vọng chúng ta đi tới đâu, đi tới châu Âu, đi tới Hoa Kỳ, tới Canada và thậm chí tới cả Nhật Bản, thì chúng ta nhìn thấy những cái thương hiệu của Việt Nam ở đó phủ rộng, về mà người dân thế giới, người ta sẽ nghĩ khác về Việt Nam, người ta sẽ biết rằng là Việt Nam không chỉ có chiến tranh, Việt Nam không chỉ có nước nghèo, mà Việt Nam còn có cả những hãng xe và những cái thương hiệu hàng đầu thế giới. Đó là một nhu cầu tôi cho rằng là thực tế. Và ai cũng mong muốn như vậy. Thế nhưng mà ra nước ngoài bằng kiểu gì? Không phải là cứ đặt chân đến nước ngoài là chúng ta có thể thành công được. Và rõ ràng chúng ta để lại một cái hình tượng nào cho các bạn bè quốc tế? Nó cũng giống như là một quyển sách vậy. Khi mà các bác đọc một cuốn sách thì cuốn sách đó hay hay dở thì không phải là do các bác đọc, mà là khi gấp cái cuốn sách đó lại, gấp cái trang cuối cùng lại, thì một cái tác phẩm nó sẽ để lại cho các bác những cái suy nghĩ, những cái trăn trở. Thì đó mới là cái tác phẩm mà có thể nói là hay. Nó mang tính sâu sắc thì đó mới tác phẩm có thể nói rằng là tuyệt vời. Còn nếu như mà chúng ta đọc một cuốn sách mà cuối cùng chúng ta chả đọng lại được gì và chúng ta quên ngay đi, thì kể cả trong đó người ta có dùng những cái thủ thuật bút pháp là so sánh, ẩn dụ, rồi viết rất là hay, đọc không có, là đọc thì nó trôi đi. Thế nhưng mà khi đọc cuốn sách lại, gấp cuốn sách lại, thì chúng ta lại không cảm nhận được cái gì trong đó. Thì dù có dùng nhiều cái thủ đoạn bút pháp thì nó vẫn là một tác phẩm tầm thường, đúng không ạ? Thế cho nên ấy, cái câu chuyện VinFast thì đến bây giờ phá cái dấu mốc là dấu mốc 5 đô la Mỹ
thì thật sự là cái sức kháng cự của cổ phiếu này nó gần như chắc chắn nó không được như là các bác kỳ vọng, nhiều bác kỳ vọng. Và mặc dù chúng tôi là những người mà lên tiếng đầu tiên về những cái diễn biến và lường trước được những cái diễn biến kiểu như vậy, thế nhưng mà chúng tôi lại bị một cộng đồng vào mạt sát xỉ vả. Và thậm chí họ hay dùng cái câu rằng là đã làm được như người ta chưa mà nói, hoặc là giàu như tỷ phú đi rồi hắn nói, và dùng những cái thủ thuật ngụy biện như vậy để mà tấn công ngay cả vào cá nhân. Đó. Thì không biết rằng là họ nghĩ gì khi bây giờ thời gian đã chứng minh, thực tế đã chứng minh rằng là chúng tôi chính xác. Chính xác. Đúng không ạ? Có những cái sự thật nó sẽ không như kỳ vọng. Cũng giống như là các bác mang tiền đi đầu tư thì các bác không chắc là sẽ mang lại lợi nhuận. Tất nhiên chúng ta mong muốn có được lợi nhuận, nhưng mà chúng ta không chắc có được lợi nhuận. Chúng ta sẽ có khả năng có được lợi nhuận khi mà chúng ta phân tích những cái nội tại của cái vấn đề, để từ đó phân tích được cái chỗ nào là cái rủi ro, cái chỗ nào là cái cơ hội, cái chỗ nào thì là thời cơ, và cái chỗ nào thì là cái thách thức. Chúng ta giải quyết những vấn đề thì chúng ta mới có thành công được, mà người ta thuật ngữ người ta gọi rằng là kiểm soát rủi ro. Thế cho nên ấy, đáng lẽ những cái tiếng nói phản biện, những cái tiếng nói phân tích sẽ là cái cơ sở để mà hình thành và nhận ra, hình thành tư duy nhận thức, và từ đó nhận biết được các nguy cơ, để từ đó có thể rằng là và kiểm soát được và giải quyết được chúng. Thì lúc này khả năng thành công của VinFast là sẽ cao hơn nhiều. Tuy nhiên thì xin thưa với các bác là nhiều người không hiểu cái điều đó, và tôi nghĩ rằng ngay cả những người làm quản lý của VinFast cũng không nhận được cái điều đó. Không phải cứ một sản phẩm mang ra đi mua cái nọ lắp cái kia vào như Lego là chúng ta có thể là bán được nó với giá cao sau khi mà dùng những cái thủ đoạn, thủ thuật marketing. Mà thật sự nó phải có giá trị. Và cái giá trị của nó là cái gì? Thì trước đây chúng tôi đã phân tích rằng là có giá trị về công nghệ hay không? Tức là có độc quyền về công nghệ hay không? Có các bằng sáng chế hay không? Có cái điểm gì khác biệt so với cả điểm gì khác biệt so với cả các công ty khác hay không? Các hãng xe khác hay không? Đấy là khác biệt về công nghệ. Thứ hai là khác biệt về sản xuất. Tức là cùng một cái sản phẩm như vậy thì anh có sản xuất ra với cái giá rẻ được hay không? Nếu như gần như 100% đồ anh nhập khẩu về, anh lắp ráp nó lại thì chắc chắn anh sẽ không thể nào mà anh giá rẻ được. Tức là anh không thể nào có được một cái lợi thế cạnh tranh về giá được. Đúng không ạ? Và thực tế kinh doanh trên thế giới này thì có thể là chiêu trò xảy ra trong vòng một thời gian ngắn, nhưng về bản chất thì tất cả các báo cáo tài chính nó đều phải dựa theo những số liệu bán hàng. Tại sao mà cổ phiếu VinFast vẫn giảm sâu, rất sâu, trong khi đó là VinFast vẫn công bố số liệu bán hàng rất tốt, rất tốt, khoảng 50.000 xe? Đó là bởi vì đơn giản anh bán từ tay trái sang tay phải, anh làm đẹp số liệu tài chính dựa theo một chủ sở hữu, một taxi GSM mà nhập tới 60-70% con xe của VinFast, nghĩa là chiếm được một cái lượng hàng 60-70%, thì rõ ràng đây là một vấn đề lớn. Bởi vì anh có thể nói rằng là anh có thể là những cái người mà không làm về tài chính thì họ có thể đọc số liệu mà không đọc sâu, thì họ có thể kêu lên rằng là bán được tốt đấy chứ. Thế nhưng mà những người mà thật sự họ có chút am hiểu về tài chính và sẵn sàng xuống tiền để đầu tư ấy, thì họ sẽ nhận thức rằng là cái này không ổn. Bởi vì về mặt nào đó nó sẽ như là cỗ máy đốt tiền vậy. GSM bây giờ có lãi không? Có lẽ rằng là chưa ai biết, bởi vì số liệu này không được công bố. Nhưng tôi tin rằng là không có lãi. Không có lãi. Và cái số này nó chỉ làm trễ đi cái khoảng thời gian, có trễ đi cái khoảng thời gian gọi rằng là sụp đổ mà thôi. Lào, rất nhiều người đã nói rằng là chuẩn bị một vài trăm con xe chuẩn bị xuất sang Lào để mà làm taxi. Thì xin thưa với các bác, hãng taxi lớn nhất
của Lào thì chỉ có khoảng 700 con. Có bao thầu toàn bộ thị trường Lào thì cũng chỉ đến khoảng tầm 2-3 hoặc 4.000 con. Như vậy thì nó không đáng kể. Chưa kể rằng là chi phí nó cũng lại đắt lên. Và như vậy thì tính toán các kiểu trở lại thì VinFast không thể có lãi được. Và có thể VinFast có lãi nhưng GSM sẽ, tức là hãng taxi, sẽ gánh phần lớn các khoản lỗ đó. Và cuối cùng thì những cái khoản tiền lỗ hay những khoản tiền mất đi thì nó vẫn ở phía của Việt Nam chứ không ở đâu, bất cứ đâu cả. Bởi vì khi mà mua con xe, một con xe VinFast điện để mà chạy taxi thì lại gửi ngân hàng, lại có tiền ngân hàng, và ngân hàng lại ngân ra thì nó cũng là tiền từ trong Việt Nam. Thế cho nên ấy, tôi cảnh báo, tôi chỉ chia sẻ với các bác rằng là cái giấc mơ mà nhiều bác mong muốn và nhiều người mà khi VinFast chuẩn bị lên sàn ấy, để nói rằng là mang đô la về Việt Nam, thì đó thật sự đến bây giờ nó là một giấc mơ viển vông. Chúng ta đã không mang được nhiều đô la về Việt Nam mà chúng ta còn mất đi hàng tỷ đô la cho nước ngoài. Mất đi, tôi nhấn mạnh là hàng tỷ đô la cho nước ngoài. Mà đương nhiên so cái số được, giống như kinh doanh, so số được với số mất thì rõ ràng chúng ta mất quá nhiều. Mất quá nhiều. Có những cái thứ ấy, mà tôi hay chia sẻ trên kênh Trang Trang TV một thời gian trước ấy, đó chính là cái việc mà phải phá vỡ cái thành kiến với cái định kiến. Thực tế việc phá vỡ này ở trong mỗi tâm thức của con người ấy, nó rất khó, bởi vì ai cũng có thành kiến định kiến cả. Và người ta về mặt tâm lý học, người ta hay quay trở lại những cái mà họ làm quen thuộc nhất, tức là họ đã hình thành một tư duy, một nếp nghĩ, nó giống như lập trình ở trong đầu ấy. Thì họ sẽ thường thường dùng tư duy đó để sang các ngành nghề khác. Tại sao anh Vượng lại không thành công ở trong các lĩnh vực khác ngoài bất động sản? Thì tôi nghĩ rằng là bởi vì chính cái tư duy làm mọi thứ khác như là bất động sản, từ bán hàng, từ phân lô vân vân, mà chúng ta gọi là tư duy phân lô bán nền, thì sang các lĩnh vực khác nó sẽ bị phản ngược lại và mất đi. Đó. Một người thợ mộc giỏi không có nghĩa anh ta làm thợ sửa điện giỏi. Đó là mặt nguyên tắc. Đúng không ạ? Thế cho nên là muốn làm thợ điện giỏi thì anh phải đi học điện. Đó. Và không thể đốt cháy giai đoạn được. Anh phải hiểu thế nào là điện một chiều, xoay chiều, ba pha, vân vân. Rồi các cách thức để mà nối điện, cách thức vận hành cái dòng điện, anh mới có thể là đi đi làm thợ điện giỏi được. Chứ anh không thể lấy cái tư duy của thợ mộc ra, đục đẽo ra để mà làm nên một thợ điện giỏi được đâu. Cho nên là không thể nào dùng tư duy bất động sản để làm ở trong lĩnh vực sản xuất được. Đó. Cũng không thể nào lấy một tư duy con buôn để mà làm tư duy của để mà chuyển sang để mà làm doanh nhân được đâu. Đó. Cho nên cái việc này đã được cảnh báo sớm muộn rồi. Và tôi chỉ tiếc rằng ở Việt Nam mình có quá nhiều người vẫn bị mù quáng và cái điều đó. Ý kiến phản biện mới làm cho xã hội, đất nước và nền kinh tế tốt hơn lên. Còn những ý kiến mà chỉ có một chiều, giống như rằng đại biểu Trương Trọng Nghĩa hôm trước có nói, tham mưu mà chỉ có hùa theo rồi vỗ tay khen rào rào thì đấy không phải là tham mưu. Và tham mưu là phải chỉ ra cả những cái điểm lợi cũng như là cái điểm hại, cả cái thời cơ lẫn như là cả cái thách thức, chứ không phải là chỉ có vỗ tay khen rồi ủng hộ một chiều như thế được đâu. Đó. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.